trở lại kênh của Hợp nha. Hôm nay mình sẽ làm một món mắm kho nha mọi người. Hôm nay Quẩy với Phong sẽ không ra được, nay mình sẽ làm một mình với mẹ mình. Và đây là thành phần của mình nha mọi người. Là hai khứa cá tra, tôm với thịt heo. Và đây là bịch mắm của mình. Nay sẽ làm một món mắm kho. Và giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đi luộc tôm trước nha mọi người. Luộc tôm xong cái mình mới đưa mắm vô mình làm cho nó gã mắm ra hết. Giờ sẽ để tôm vô trước nha mọi người. Luộc tôm trước chỗ chín. Rồi, bây giờ mẹ mình sẽ sát xả nha mọi người. Sát xả. Chừa đoạn tép bự đi chút xíu mình để vô trong cái nồi mắm cho nó thơm. Sát xả lên cháy lên cái mình cháy với tỏi rồi nó cho nó thơm lên cái thằng mình ướp cá thịt cho nó định cho tâm bán cái mùi tâm nó thơm nó ngon cái nồi mắm mình làm con nghe mùi thịt cá nữa cho nó thơm. Giờ mình sẽ để mắm vô nha mọi người. Đây, tôm nãy mình đã luộc xong rồi. Để luộc mắm. Nấu mắm cho nó rẻ ra. Rồi luộc. Rồi lấy nước mình để vô mình kho. Ngon quá. Mình nhắc xuống nha. Rồi, mắm xong nha mọi người. Quá chứ luôn rồi. Giờ mình sẽ để cái chảo lên đây. Cháy mỡ thơm, cháy xả cháy. Giờ là cháy xả cho nó thơm mọi người. Rồi, tỏi vô. Cho nó bốc mùi lên cái mình để xả vô vậy cho nó thơm nó ngon. Thơm quá ta. Rồi, mình để nhặt xuống nữa. Được chưa? Để thật tới ấy còn vô luôn chứ. Để vô luôn hả? Thịt cá rồi vô cháy luôn cho nó thơm nha. Hai cá vô cháy. Thơm. Quá chùm ra rồi. Mê ly luôn. Thật đi luôn. Thơm nha. Thịt cá nó vàng kìa. Đó đó. Cá xong nó vừa đó. Ừ,
Ngày này mà giờ kêu đổi con gà cái không chịu đổi luôn á. Thiệt, đổi chịu đổi, gà đổi dịch là không đổi luôn á. Thêm nước màu cho nó có màu nè. Quá bén. Trời ơi, ngon. Cho thấm vô hồi mình để mắm như cho nó thơm ngon. Cái đi điện nha mọi người. Điện đó. Đường, muối. Thêm tí muối. À, trộn trộn lên nào. Cho vô tí xíu bột ngọt. Rồi. Hết sảy, hết sảy luôn. Mê luôn rồi. Cái này là hết nồi cơm luôn mọi người. Nồi khô mắm này là sáng mình tính nhúng mắm làm là cái lẩu mắm mà không có đủ người, không có đủ thành viên trong nhóm nên sẽ làm khô mắm nha mọi người. Trời ơi, mắm vô kìa. Rồi. Chấm sôi lên nào. Con cá này có trứng luôn vậy ta? Đúng rồi kìa, có trứng rồi mọi người. Nãy giờ mới để ý luôn á ta. Để chạy nha mọi người. Chút xíu là xong. Thôi, ủa nó ngon. Cái này những người biết nấu thì nấu cho vòng nửa tiếng thì xong. Còn như mình không biết nấu thì mình ngồi máy quay ngồi mình ăn được rồi. Chứ nấu cả tiếng đồng hồ là chưa xong được nồi mắm này nữa mọi người. Trời ơi, nấu chút xíu xong rồi. Quá nè. Anh ba cắt hơi dài quá anh ba ơi. Cắt hồi cái nó héo rồi cái gì ăn nè. Đã. Nó không có héo rồi. Ôi. Ngon chưa? Quá ngon ha. Sảy luôn. Nhà mình ít, mình ăn ít thôi, quá chừng rau luôn rồi ăn không có hết rồi. Rồi. Này cho những thằng mà nó không chịu mà ra nó ăn chúng tụi mình đó mọi người là sẽ thèm chảy nước miếng luôn á. Vậy cái này là thôi. Nước miếng hướng bằng thao chứ không hướng bằng tô nữa. Mình sẽ để xả cho nó thơm nha mọi người. Rồi. Để cái chảo luôn rồi. Nó thơm bát ngát luôn. Chàng ơi đứng chịu không nổi luôn á. Cái bụng. Thơm. Trời ơi xong. Trời ơi chín cà luôn. Rồi. Nêm nếm là vừa ăn được không? Có trứng luôn kìa má. Trứng đâu trứng. Đó là trứng gì đó? Mỡ. Không không có trứng luôn, có trứng luôn. Đó đó. À, trứng còn đỏ. Này không để ý luôn hay ta? Thấm. Trời ơi. Ngon không? Miếng thịt cũng ngon luôn, miếng thịt đây nè. Ba cháy luôn. Vàng ươm ngon luôn. Rồi, ngon quá. Rồi. Cái này mình ăn với cơm chứ mình ăn với bún là thôi hết bài luôn chứ. Quá ngon rồi. Ôi. Rồi, giờ mình đợi cho nó chín nữa là mình sơ nha mọi người.
gao này luôn. Mắm tô gao luôn. Đá vậy ta? Mồi này mình không bén nữa thì thôi luôn á chứ, quá đã. Hơi bị ngon luôn á chứ. Cà mình để vô một chút là được rồi. Thì chua mà. Rồi để tôm vô đây. Cá nó vàng kìa. Đó, tôm luôn. Tôm nè. Cá vàng luôn. Cá vàng ươm luôn. Qua đã, qua đã. Ngon không? Đó. Trở về cá cho tôm nó nằm dưới lên cho nó thấm. Chảy nước miếng luôn á trời. Kìa. Vừa ăn luôn, ngon lắm. Đó. Quá ngon luôn. Rồi. Rồi, cà chua nó héo này là món cà tụ. Cà tụ luôn rồi đó. Ra luôn. Xem múc gà tổ nha mọi người. Cá nó bự quá. Để đây đi. Đây. Đó. Ngon chưa? Trời ơi. Cơm rồi thịt. Đó. Cà chua. Cà tím. Quá ngon luôn rồi. Rồi, giờ nấu chín nha mọi người. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng ăn chung với tụi mình nha. Đây, giờ mình sẽ chan trước đi. Wow. Mắm kho ăn với cơm. Giờ sẽ mời mọi người miếng thịt trước nha. Để có miếng thịt sẵn nè. Mọi người nha. Thịt nó vừa kiểu luôn mọi người. Ngon quá. Vừa ăn luôn. Hơi dễ hơi miếng cái mọi người nha. Đây, thôi. Dễ miếng cái cho mọi người nha mọi người. Đây. Cá nó dễ nè mọi người. Ngon ghê trời. Cá này cá xong nha mọi người. Ăn rất là ngon luôn mọi người nha. Ủa, mà có bữa cơm ăn như vậy là thấy hết bài luôn rồi nữa. Mọi người miếng cá cho mình nha. Đây nè. Mọi người nha. Hôm nay là thằng Quẩy nó đi ra làm rồi mọi người. Là chỉ có trong tem còn mình với anh Phong, mà anh Phong nay cũng có một việc nhà anh ra không được, nên mình với mẹ mình sẽ nấu cái món ăn này thôi, chứ không có làm được cái lẩu mắm nha mọi người. Rồi, mọi người cùng thưởng thức chung với tụi mình nha. Đây mọi người nha, miếng cà. Ngon rất bài luôn. Tôm thì mình vậy mình nấu đi thôi, chứ mình không có ăn được nha mọi người. Mình bị dị ứng với con tôm, mình không có ăn được. Nên không có mời mọi người con tôm được. Đây, mọi người miếng thịt nha. Ngon. Thịt nó nó ghiệu luôn rồi. Mình tưởng là nấy thịt nó không có ghiệu mọi người. Để bếp chậm quá thì chậm luôn mà thịt nó ghiệu chân. Ngon. Ăn cá luôn. Không có bị nghe tanh mùi cá nữa. Xả đưa vô chứ mà hôm hết rồi nó hết có bị nghe mùi cá rồi. Là nghe mùi xả nè, nghe mùi mắm nè. Thơm mọi người. Rồi mình xin được tạm dừng video đây. Bạn thấy hẹn nhé trên một ra được xem được kênh nha. Mình dừng video đây cho mẹ mình với ba mình vô cơm tụi mình luôn. Bye mọi người nha.